khác. Vân Thôi, Thanh Xương, Ngọc Như Ý. Diệp Trường Sinh xuyên qua thế giới đạo nghĩa, tình cờ gặp tiên nhân trong hư không. Vì tư chất nghịch thiên được tiên nhân ban cho Trường Sinh. Tiên nhân nâng đỡ ta đỉnh đầu tiếp phát thú, Trường Sinh ở dưới thuyền. Vô Song kiếm hiệp, một tháng sau, Diệp Trường Sinh gia nhập phái Huyền Thiên, trở thành đệ tử nhỏ nhất, sau đó bế quan 10 năm, nay cuối cùng đã đại thành. Vân Thôi, Thanh Xương, Ngọc Như Ý. Cuốn ngón tay mềm, Phá Kiếp, Bướm, Hồng Diệp. Tuyệt ảnh, Phượng Tiêu, Sát Sinh, Thao Mao. Đại Minh Chủ Tước. Cuối cùng có thể điều khiển 13 thanh phi kiếm rồi. Phải chăng môn phái có biến cố? Sư phụ, người không sao chứ? Ta vẫn ổn. Ha 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 ha. Không ngờ phái Huyền Thiên từng đứng đầu trăm phái cũng chỉ đến thế. Đúng vậy lão già, giờ phái Huyền Thiên các ngươi chỉ còn mấy kẻ biết điều. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không ta không ngại luyện đệ tử cưng của ngươi thành đỉnh đầu lâu. Ta nhổ, muốn môn phái hạ đẳng đường hồng để sư phụ ta khuất phục. Răng nhọn miệng sắc, xem ra phải cho ngươi một bài học. Vân Tê mau chạy đi. Không, con không đi, con muốn ở bên sư phụ. Đồ ngốc, với thực lực hiện tại của chúng ta, sao không phải đối thủ của phái Tiêu Dao? Con phải bảo toàn tính mạng, bảo vệ an toàn cho tiểu sư đệ. Đó là hy vọng phái Huyền Thiên ta vươn lên, mau đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Ngươi mấy gã đàn ông to xác bắt nạt một cô gái yếu ớt, thật là không biết xấu hổ. Tiểu sư đệ, Trường Sinh, tên nhóc con từ đâu ra vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi? Hừ. Sư phụ, sư tỷ, hai người không sao chứ? Không sao không sao. Trường Sinh, sao đột nhiên còn xuất quan vậy? Kiếm thuật luyện xong nên còn xuất quan. Chỉ là không ngờ, giờ đây một số mèo chó cũng dám đến phái Huyền Thiên ta gây rối. Tiểu tử, ngươi nói gì? Hừ, giết đệ tử phái Huyền Thiên ta, sỉ nhục sư phụ sư tỷ ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là uy của kiếm tiên. Ha 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 ha. Một đứa nhóc còn chưa rào máu đầu cũng dám tự xưng kiếm tiên, thật là buồn cười. Hừ. Vân Thôi. Ăn. À. Ơ hừ. Phi kiếm thật chỉ dựa vào một thanh kiếm mà muốn thắng chúng ta, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Vậy sao, Thanh Xương, Ngọc Như Ý, đi. Ba thanh phi kiếm. Sao có thể như vậy? Sư phụ, tiểu sư đệ lại có thể điều khiển đồng thời ba thanh phi kiếm. Phải, với tư chất xuất chúng của tiểu sư đệ, vào đêm trước khi đến phái Huyền Thiên, đã có tiên nhân báo mộng, nói rằng nó sẽ dẫn dắt phái Huyền Thiên lên đỉnh cao thế giới. Nhưng 10 năm đã trôi qua, sao nó vẫn chưa lớn? Chuyện này à, có lẽ nó là tiên trên trời, chỉ đang hoài niệm tuổi thơ thôi. Sư huynh, để ta giúp ngươi. Ngươi lo cho bản thân trước đi. Quần ngón tay mềm phá giải bướm. Đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngươi chỉ là một phàm phu, làm sao có thể điều khiển đồng thời 6 thanh phi kiếm? Hừ, hai con sâu cái kiến, sao biết được sự huyền diệu của thế gian? Ta là Vô Song kiếm tiên. Trường Sinh, các ngươi gặp tiên nhân, sao không quỳ xuống? Tiên nhân tha mạng. Tiên nhân, chúng tôi lập tức xuống núi, bảo đảm không bao giờ đặt chân vào phái Huyền Thiên nửa bước. Hừ, các ngươi giết đệ tử môn phái ta,
sỉ nhục trưởng bối môn phái ta sao có thể tha cho các ngươi, đi trước đi. Tiểu sư đệ thật sự đã trở thành kiếm tiên rồi. Võ học thiên hạ chia làm luyện thể phàm cảnh, linh khí huyền cảnh, thông linh bích cảnh, vô cực tiên cảnh, thái hư thần cảnh. Trường sinh có thể tùy ý điều khiển kiếm bay, chứng tỏ nó đã thông linh với kiếm, ít nhất cũng là thông linh bích cảnh. Vậy tiểu sư đệ là thông linh đế cảnh phải không? Với khí tức cuối cùng tiểu sư đệ bộc phát ra, trực tiếp áp đảo hai cao thủ thông linh của phái Tiêu Dao, chứng tỏ nó đã vào vô cực tiên cảnh rồi. Cái gì? Chẳng lẽ phái Huyền Thiên ta thật sự có một vị kiếm tiên? Đúng vậy, trăm năm qua phái Huyền Thiên ta suy vi đến mức này, môn phái không còn cao thủ cảnh giới tiên xuất hiện, nay cuối cùng được trời phù hộ, đã hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai rồi. Sư phụ, con đi rồi sẽ về ngay. À, Trường Sinh, con đi đâu vậy? Phái Tiêu Dao giết vô số đệ tử môn phái ta, con muốn đi san bằng phái Tiêu Dao. Ô, Trường Sinh, không được, phái Tiêu Dao là tân hưng thế lực, vì rất tà mị, thần bí khó lường, e rằng cũng có cao thủ cảnh giới tiên đấy. Sư phụ, tiểu sư đệ hình như đã đi xa rồi. Đi, chúng ta mau đuổi theo. Tiểu sư đệ của con tuyệt đối không thể có chuyện gì. Diệp Trường Sinh bế quan 10 năm, cuối cùng có thể điều khiển 13 thanh phi kiếm của Vô Song Kiếm Hiệp, đạt tới cảnh giới kiếm tiên. Mà việc đầu tiên khi xuất quan của anh là muốn tiêu diệt phái Tiêu Dao đã bắt nạt sư tỷ anh. Các vị trưởng lão, đợi vô pháp vô thiên từ phái Huyền Thiên trở về, chúng ta sẽ lập tức tấn công Di Hoa Cung. Chỉ cần Di Hoa Cung bị diệt, Nam Mục sẽ lấy phái Tiêu Dao ta làm đầu. Tông chủ anh minh, phái Tiêu Dao vô địch thiên hạ. Hừ, còn vô địch thiên hạ, ta thấy là không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ thì có. Tiểu tử từ đâu tới đây? Từ phái Huyền Thiên tới đây. Phái Huyền Thiên? Đúng vậy, các ngươi tập hợp nhiều người thế này là đang đợi hai tên đó phải không? Nhưng đáng tiếc thay, bọn họ không thể về được nữa rồi. Ngươi có ý gì? Ý là bọn họ đã bị ta giết rồi. À, không thể nào, tuyệt đối không thể. Vô pháp vô thiên là cao thủ thông linh đế cảnh, chỉ với phái Huyền Thiên hiện tại, hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Này, không tin thì thôi, dù sao các người cũng sắp xuống đó gặp họ rồi. Ồ ha 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 ha, ngươi đến đây chỉ để nói khoác lác thôi sao? Không không không, ta đến đây là để diệt môn. Hừ, một thằng nhóc con, đeo hơn chục thanh kiếm mà dám nói năng ngông cuồng, thật là không biết sống chết. Hừ, vân thôi. Phi kiếm chi thuật, một thành vẫn chưa đủ xem. Vậy sao? Xin mời đi. Ừ. Thật không ngờ ngươi lại có thể điều khiển hai thanh phi kiếm. Nhưng như vậy tiêu hao nội lực chắc chắn rất lớn. Ta xem ngươi có thể kiên trì được đến khi nào. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Tông chủ, đã qua nửa canh giờ rồi. Trưởng lão Hồ sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao tên nhóc đó vẫn như không có chuyện gì vậy? Đúng vậy, theo lý thuyết, điều khiển phi kiếm tiêu hao nội lực rất lớn, đặc biệt là điều khiển đồng thời nhiều thanh phi kiếm, không thể nào kiên trì lâu như vậy được. Tên nhóc đó của thật có điểm kỳ lạ. Vậy để không ảnh hưởng đến kế hoạch, lão nhị, ngươi xuống ngục mang cậu ta lên đây. Lão tam, ngươi đi giết tên nhóc đó. Được. Tiểu tử, chúng ta không rảnh chơi với ngươi nữa, chịu chết đi. Ngọc Như Ý, quần ngón tay mềm. Hắn lại có thể điều khiển đồng thời 4 thanh phi kiếm. Làm sao có thể chứ? Tông chủ, kiếm hiện đó và những thanh kiếm không phải là bảo vật gì chứ? Không rõ, nhưng tên nhóc này tuyệt đối không thể xem thường. Nếu hắn thật sự đến từ phái Huyền Thiên, thì e rằng vô pháp vô thiên hung hiểm khó lường rồi. Cái gì? Được rồi, không chơi với các người nữa. Phá kiếp bướm, đi. Ừ.
đây không thể nào. Hắn là quái vật sao? Lại có thể điều khiển đồng thời 6 thanh phi kiếm, mà còn không hề thở gấp. Tên khốn kiếp, dám giết trưởng lão phải tiêu dao ta. Hôm nay nhất định phải để ngươi chôn thân nơi đây. Các ngươi cùng lên đi. Hê hê, đến hay lắm. Hồng Diệp, Tuyệt Ảnh, đi. Tên tiểu tạp chủng chết tiệt, tất cả nghe đây. Bắt giết tên tiểu tử. Phượng Tiêu, Gia Thanh. Diệp Trường Sinh vừa dứt lời, 12 thanh kiếm như hổ xuống núi, điên cuồng tàn sát đệ tử phái Tiêu Dao. Chỉ trong chốc lát, quảng trường không một ai sống sót, ngay cả tông chủ phái Tiêu Dao cũng ngã xuống tại chỗ. Ôi, nhìn ra bắt buộc phải giết. Đừng trách ta. Đây là chuyện gì vậy? Ta mới vào một lúc mà đã chết hết rồi. Phải đấy, hay là người cũng xuống đó cùng họ đi. Không không không, vị tiểu huynh đệ này, thật ra ta không phải người phái Tiêu Dao, ta là nội gián của môn phái khác. Ồ, vậy ngươi là người của môn phái nào? Ta là người của Di Hoa Cung. Người bên cạnh ta chính là công chúa yêu nguyệt của Di Hoa Cung. Ta đến đây để cứu cô ấy. Di Hoa Cung, công chúa yêu nguyệt. Chẳng lẽ đây là một thế giới võ hiệp? Di Hoa Cung, yêu nguyệt, đây đúng là một thế giới võ hiệp. Lúc này Diệp Trường Sinh có chút bối rối. Nói mình xuyên không đến thế giới võ hiệp thì sức chiến đấu không tương xứng. Dù sao anh cũng đã là cảnh giới kiếm tiên rồi. Nếu đây là thế giới huyền ảo thì yêu nguyệt và Di Hoa Cung giải thích thế nào? Ngươi để cô ta lại, rồi cút đi. Vâng, ta đi ngay đây. Xem ra người phụ nữ này có lẽ đã trúng độc. Không ngờ mạnh mẽ như công chúa yêu nguyệt cũng có ngày bị người ta ám toán. Nhưng giờ ta nên cứu hay không nên cứu đây? Để làm rõ thế giới này, vẫn nên cứu thôi. Tông chủ giết toàn bộ người phải Tiêu Dao rồi. Sư phụ, mau nhìn kìa, đó là tông chủ phái Tiêu Dao Lý Mộng Nhiên. Ừ. Một kiếm giết chết, xem ra là do Trường Sinh làm. Ừ, tiểu sư đệ đã đạt cảnh giới kiếm tiên, đối phó phái Tiêu Dao chắc không thành vấn đề. Tuy nói vậy, nhưng không loại trừ có biến cố, chúng ta nhất định phải tìm được nó. Ai đã diệt phái Tiêu Dao ta? Ta nhất định phải báo thù gấp trăm lần. Không xong, phái Tiêu Dao của Nhiên có kiếm tiên trấn giữ, chúng ta mau đi thôi. Bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Theo ta biết, thực lực của công chúa yêu nguyệt là tồn tại cấp độ trần nhà, không lẽ vượt qua vô cực tiên cảnh? Nếu tỉnh dậy giết ta thì sao? Ừ. Hay là ta ra tay trước nhỉ? Ha ha ha. Này, chính ta đã cứu ngươi, không nói cảm ơn cũng được. Lại còn ăn trào đá bát. Hừ, ta thấy ngươi muốn giết ta, xem chiều này. Không ngờ tuổi ngươi không lớn, nhưng thực lực không yếu, xem chiều gì hóa tiết mục của ta đây. Hừ, ngươi cái đồ đàn bà, không phân biệt phải trái, đáng đánh, vô song kiếm hiệp, mở. Vân Thôi, Thanh Sương, Ngọc Như Ý, đi. Thật không ngờ ngươi lại biết thuật phi kiếm truyền thuyết. Đã biết rồi, vậy còn đánh nữa không? Hừ, nếu không phải ta bị thương sau trận chiến với Nhậm Ngã Hành, làm sao lại rơi vào tay phải Tiêu Dao các ngươi? Hả? Ngươi nói gì? Nhậm Ngã Hành? Sao ngươi quen hắn à? Chẳng lẽ ngươi là người của ma giáo? Ngươi nói bậy gì thế? Ta không phải người ma giáo, cũng không phải người phái Tiêu Dao, mà là đệ tử phái Huyền Thiên. Đệ tử phái Huyền Thiên à?
Sau đó Diệp Trường Sinh kể lại chuyện làm sao tiêu diệt phải Tiêu Dao và cứu yêu nguyệt. Ra vậy, thật xin lỗi nhé. Không sao không sao, cô có thể kể cho tôi về thế giới này không? Tôi vừa mới xuống núi, không hiểu rõ lắm. Tiếp theo Diêu Nguyệt bắt đầu kể. Thế giới này gọi là Tiên Vũ Thế Giới, chia thành 5 khu vực Đông Nam Tây Bắc Trung. Giữa các khu vực chỉ có cường giả mới có thể đi lại. Mỗi khu vực lại chia thành 5 châu Đông Nam Tây Bắc Trung, gọi là Ngũ Vực. Nơi Diệp Trường Sinh đang ở là Nam Vực của khu vực phía Đông. Trời ơi, như vậy tôi ở thế giới này có thể gặp những nhân vật trước đây chỉ thấy trong sách hoặc trên TV. TV là cái gì vậy? Không có gì, tôi tưởng cô bị thương khi quyết chiến với Nhạn Nam Thiên chứ. Không ngờ lại là Nhậm Ngã Hành. Nhạn Nam Thiên là phu quân ta, sao anh ấy lại đánh ta chứ? Câu chuyện này khác với Tiên Vũ Thế Giới à? Tập hợp cao thủ, sức mạnh cũng khác, câu chuyện chắc chắn cũng khác rồi. Tôi nói sai rồi, cảm ơn chị Diêu Nguyệt đã kể cho tôi nhiều thế. Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Tiểu sư đệ, em ở đâu? Có người đến rồi. Không sao, bên ngoài là sư tỷ tôi. Khoan đã, chị Diêu Nguyệt. Không sao đâu, họ là người phái Huyền Thiên. Không đúng, còn một luồng khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng là vô cực tiên cảnh. Cái gì? Lũ sâu bọ phái Huyền Thiên dám diệt phái Tiêu Dao ta, thật to gan quá. Ngươi là cựu tông chủ phái Tiêu Dao, Huyền Nguyên đạo nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Hừ, ta đã thành tiên, sao còn sinh tử? Còn các ngươi, diệt phái Tiêu Dao ta, chết đi cho ta. Dám động thủ với sư phụ sư tỷ ta, đã hỏi qua ta chưa? Vâng thôi, đi. Ừ. Tiểu sư đệ. Ừ. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao ngươi lại có vô song kiếm hiệp? Ngươi biết vật này à? 20 năm trước lão phu du lịch thiên hạ, từng đến một thành tên là Vô Song Thành. Ở đó ta đã từng thấy thuật điều khiển kiếm này, không đỡ nổi một chiêu. Thế giới này lại có Vô Song Thành sao? Vậy sau này có thể sẽ có trận đấu của Vô Song kiếm hiệp không? Sau đó khi ta thăng cấp thành kiếm tiên, muốn đến thách đấu người có Vô Song kiếm hiệp, nhưng tìm mãi không thấy Vô Song Thành truyền thuyết đó nữa, biến mất một cách bí ẩn. Theo truyền thuyết ở Trung Châu có 3 thành lớn là Vô, Xương, Thiên. Nhưng 10 năm trước, 3 thành này đã hoàn toàn mất tích, như thể bị ai đó cố tình giấu đi vậy. Xem ra thế giới này đầy bí ẩn, không ngờ công ta đến đây. Bây giờ thì tốt rồi, lão phu có thể gặp người biết Vô Song kiếm hiệp ở đây, vừa hay thỏa nguyện tâm ta. Ngươi nghĩ có thể thắng ta? Hừ, tất cả người phải Tiêu Dao là do người giết phải không? Đúng vậy. Đã như vậy, chúng ta không đội trời chung rồi. Hôm nay quyết phân thắng bại, cũng quyết sống chết. Đến đây, nếm thử kiếm của lão phu. Vân thôi, thành xương, ngọc, như ý, quần ngón tay mềm, đi. Hừ. Hỏa kiếp bướm, hồng diệp tuyệt ảnh, đi. Tiểu sư đệ lại có thể điều khiển 8 thanh phi kiếm. Trường sinh đã vào cảnh giới kiếm tiên, điều khiển 13 thanh phi kiếm không thành vấn đề. Thật mong chờ phong thái 13 kiếm của tiểu sư đệ. Hê. Hừ, 8 thanh phi kiếm, đây hẳn là giới hạn của ngươi rồi nhỉ? Ngươi đoán xem. Tên nhóc này quả là nhân tài có thể bồi dưỡng. Chết đi cho ta. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thể điều khiển 9 thanh phi kiếm, thật không thể tưởng tượng được. Cũng
cũng có chút, chỉ là không biết năm đó ở Vô Song Thành, người đánh bại người trong một chiêu là ai. Không biết, nhưng có một điểm, hắn cũng là một đứa trẻ, lúc đó có thể điều khiển 8 thanh phi kiếm, nhưng lần này là lão phu đánh bại người. Hừ, không, ngươi nói sai rồi. Người trước sẽ không phải là ta, mà là ngươi, sát sinh. Thao Mao. Sư phụ, tiểu sư đệ đã dùng 12 thanh kiếm rồi, thật hoành tráng. Phải, sư phụ cũng lần đầu thấy cảnh tượng này. Tên nhóc này lại có thực lực như vậy, xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngươi lại có thể điều khiển đồng thời 12 thanh phi kiếm, còn mạnh hơn cả thiên phú của hắn. Vậy ngươi vẫn nghĩ có thể đánh bại ta chứ? Hừ, dù có thể điều khiển 12 thanh phi kiếm thì sao? Ngươi không cầm kiếm trong tay vẫn kém một bậc. Hừ, ai bảo ta không cầm kiếm trong tay? Tiểu sư đệ giỏi quá, 13 kiếm cùng xuất, đánh bại kiếm tiên của phái Tiêu Dao. Tông chủ, có Trường Sinh ở phái Huyền Thiên, chúng ta ở Nam Vực có thể yên tâm rồi. Đúng vậy, Trường Sinh của xứng là tiên nhân trên trời. Bây giờ thế nào? Thật không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ đã trở thành kiếm tiên. Nhưng, ta còn một chiêu, nếu ngươi đỡ được, coi như ta thua. Vô lượng kiếm quyết. Chiêu này của ngươi hơi quen. Đúng vậy, đây là chiêu ta học trộm từ núi Vọng Thành. Xem đây.